Trong thị trường xe hạng D tại Việt Nam, Toyota Camry vẫn duy trì sự thống trị về doanh số. Tuy nhiên, vào cuối năm nay, vị trí này có thể bị lung lay với sự xuất hiện của một đối thủ mới là MG 7 2024 với mức giá mềm hơn nhiều. Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho đối tượng khách hàng tìm kiếm sự sang trọng, thể thao và tiện nghi trong phân khúc xe sedan hạng D, ngoài các sự lựa chọn như Toyota Camry, Mazda 6 và Kia K5. MG7 2024 sẽ không tuân theo kiểu dáng truyền thống của các dòng sedan hạng D, mà thay vào đó, nó mang đến một ngoại hình lai cúp đầy cá tính và thể thao. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu không gian tiện nghi và rộng rãi. Mức giá dự kiến cho MG7 2024 ở khoảng 700 đến 900 triệu tương đương với Kia K5 và Mazda 6, nhưng rẻ hơn nhiều so với Toyota Camry. Công ty SAIC moto Việt Nam sẽ là đơn vị phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam, thay thế cho Tan Chong. Hy vọng với sự thay đổi này sẽ giúp người mua nhận được cạnh tranh hơn so với nhà phân phối trước đây. Phần trước của MG7 2024 thể hiện sự trẻ trung với nắp capo có đường gân nổi và hình dáng thấp hơn phía trước. Lưới tản nhiệt của xe tràn sang hai bên sườn với thiết kế độc đáo bên trong. Một điểm đặc biệt khác của MG7 2024 so với Toyota Camry là cụm đèn pha LED thích ứng được đặt gần capo và có thiết kế độc đáo ở phía trên đèn pha hốc gió trên xe cỡ lớn, giúp cải thiện khả năng thoát gió khi di chuyển, và phần cản trước mỏng với lớp sơn đen hiện đại. Dáng vẻ cúp rõ ràng hiện lên khi nhìn từ phía sau xe với phần đuôi xe hạ thấp. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu đơn, tạo nên một thiết kế nổi bật. Gương chiếu hậu của MG7 khá mỏng và được thiết kế sáng sủa, tích hợp đèn xi nhan LED và cảnh báo điểm mù. Thiết kế cửa xe cũng thể hiện sự tinh tế, với tay nắm ẩn như xe Mercedes-Benz, giúp giảm cản gió khi di chuyển. Mặt sau của MG7 2024 thể hiện sự mạnh mẽ với nắp khoang hành lý vuốt cao, cánh gió lớn và đèn phanh LED kéo dài hai bên rất ấn tượng. Cặp đèn hậu LED uốn lượn và được nối với nhau bởi dài đèn chạy ngang khoang hành lý. MG7 2024 đi kèm với ống xả đôi ở cả hai bên, tạo cảm giác mạnh mẽ và thể thao, và phía trên là đèn phản quang. Nội thất là sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ và sự trẻ trung. Nó không chỉ có khả năng hoàn thiện nội thất tốt mà còn có cách phối màu độc đáo, trẻ trung. Vật liệu bao phủ khoang lái bao gồm da, chrome và nhôm. Khoang lái có thiết kế hiện đại, đặc biệt với vô lăng đề cắt bọc da có lỗ thông khí, phím bấm chức năng dạng cảm ứng. Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe này là cặp màn hình đôi trên táp lô. Màn hình này hiển thị thông tin cần thiết cho người lái và thông số vận hành, còn màn hình giải trí chính có kích thước 12.3 in và thiết kế mỏng nhẹ, tạo nên một vẻ sang trọng đặc trưng của dòng CD này. Các tính năng bấm cảm ứng như tăng giảm âm lượng và đèn cảnh báo cũng được tích hợp dưới màn hình này. MG7 2024 cũng cung cấp nhiều tiện nghi khác như điều hòa tự động 3 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 10 loa Haman các đông, ghế điện có chức năng nhớ vị trí, gạt mưa tự động và cốp điện. Về mặt an toàn, MG7 2024 được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ, hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp và nhiều tính năng khác. Về động cơ, MG7 2024 có hai tùy chọn để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Một là động cơ xăng 1.5 lít tăng áp với công suất 183 mã lực và mô men xoắn 300 Nm kết hợp với hộp số tự động 7 cấp DCT và hệ dẫn động cầu trước. Tùy chọn thứ hai là Động cơ xăng 2 lít 4 xi-lanh tăng áp với công suất 257 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu trước MG7 2024 là một sự lựa chọn mới và đầy tiềm năng trong phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế thể thao và hiện đại, nội thất sang trọng và nhiều tiện nghi cũng như tính năng an toàn tiên tiến, nó hứa hẹn sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ truyền thống như Toyota Camry.